Huynh hiểu rồi. Thực ra triều đình trưng thu thuế má không phải là sai đâu, nhưng khi gặp phải thiên tai thì cũng nên thích đáng giảm miễn một phần. Hơn nữa cho dù hoàng thượng không biết thì những quan địa phương cũng phải có trách nhiệm báo lại với hoàng thượng sự việc này chứ. Nhưng huynh nói hoàn toàn không sai. Sự việc xuất phát từ những quan lại địa phương thế này, họ che giấu tình hình thiên tai không báo lên trên, cũng vì sợ ảnh hưởng đến thành tích chính trị của mình. Họ còn sợ nếu không thu được thuế sẽ bị trừ bổng lộc, thậm chí mất quan chức. Tại Nam Phương, quan chức địa phương thậm chí hiểu rất rõ triều đình có chính sách giảm miễn thuế, nhưng lại không chấp hành. Họ có thể dựa vào danh nghĩa triều đình để thu thuế, nhưng đó giơ giấc tài sản của dân. Tình trạng mà hiện đại nói trong huyện mình cũng từng xảy ra. Quan chức địa phương lợi dụng dân tình không hiểu chính sách triều đình, lại không thể gặp được hoàng thượng, cho nên ở dưới thì lường gạt, ở trên thì che giấu. Bá tánh đều cho rằng là chủ trương của hoàng thượng, như vậy mới bộc phát bạo loạn của nhân dân như ngày hôm nay. Đúng vậy, nếu không gặp người trong quan trường như đệ đây thì huynh cũng không thể biết sẽ làm quan còn phải học rất nhiều thứ, làm quan khó thôi. Đúng vậy, xem ra làm quan không những biết cách quản lý dân mà còn phải làm cầu nối thông cảm giữa dân và triều đình. Bá tánh có điều gì không hài lòng phải kịp thời bẩm báo triều đình để biết rõ nguyên do. Khi triều đình có mệnh lệnh ban xuống thì phải giải thích cho dân hiểu một cách đầy đủ, như vậy trên dưới mới thông cảm lẫn nhau, không còn vấn đề gì trở ngại thì không đến nỗi xảy ra sự việc quan ép dân làm phản như vậy đâu. Hôm nay được nói chuyện với hai huynh, để cảm thấy nếu hai huynh ra làm quan chắc chắn sẽ là một quan thanh liêm, cấp trên tín nhiệm và được dân ủng hộ. Điều quá khen. Tục ngữ có câu: nước có thể nâng đỡ thuyền, cũng có thể làm chìm thuyền. Vì vậy nếu muốn thuyền có thể yên ổn đi lại trên mặt nước, cũng chính là chức trách của người làm quan này. Ừ, đúng vậy. À, trời không còn sớm nữa, để còn phải đến phủ của thủ phủ đại nhân. Hay là ba chúng ta cùng đến đó đi. Ba huynh đệ chúng ta cùng đến đó cũng là dịp để đưa ra ý kiến riêng của mình, hiến kế và có biết chính sách cho triều đình. Như vậy thật tốt quá, lần này huynh đến đây cũng có dự kiến đến thắp lão đại nhân. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Được. Đi đi. Mời. 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 Đi. Ôi trời ơi, Lý Thứ Gia ngày đến rồi. Khu công công không đến chung với Thứ Gia hả? Chúng ta đến đó để đưa ra ý kiến của mình. Nghĩa phụ của ta làm gì đến cái quán rượu nhỏ của ngươi? Hãy chờ cho quán rượu hai tầng của ngươi xây lên thành ba tầng. Dạ. Mày đang nghĩa phụ của ta mới đến đây mua vui đó. Dạ dạ dạ. Muốn quán rượu này xây lên ba tầng á thì cũng phải nhờ ngài che chở giúp đỡ nhiều. Việc gì vậy? Nè, những cử nhân tham dự kỳ thi này đã đến chưa? Tất cả đang ở trên chờ ngài, còn tưởng ngài không đến đây nữa chứ. Họ đang rối như tơ tầm rồi đó. Tiểu nhân nghĩ nếu như ngài không đến, những món quà họ mang tới sẽ tặng cho ai đây? Công danh của họ thì cũng tan như bọt nước luôn á. Nè, tiểu tử này nói chuyện kính một chút. Dạ dạ. Những quà đó đều tặng cho nghĩa phụ ta, ta có lợi gì trong chuyện này đâu. Thôi ngươi dẫn đường đi. Dạ 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 dạ. Xin mời xin mời. Ta ra đi. Nè, nè, đều qua đây, đều qua đây. Nè, đó là nhân vật kia thế nào vậy mà thấy quyền hành quá? Xem ra bọn họ bàn tính chuyện giao dịch hay âm mưu gì với nhau đó. Các huynh không biết người đó là ai sao? Hắn không phải chính là con của Lý Viên Ngoại ở huyện Gia Thiền của chúng ta hay sao chứ? Hả? Là hắn à? Hắn là Lý Tế Chân, là một tiểu đầu mục của Cẩm Mi Vệ. Từ khi nhận khu công công làm nghĩa phụ thì ngang tàn như vậy đó. Dưới tay hắn nuôi một nhóm lưu manh chuyên quậy phá các nơi. Thời gian này đang chuẩn bị thi hội, xem ra họ muốn dựa vào cơ hội này để dơ vét một món tiền lớn. Nhưng mà huynh tin rằng lưới trời lộng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Được rồi. Màu sắc rất đẹp, nhưng không biết có ngọt hay không nữa. Sao? Trời ơi, sao chua quá à? Chua à? Mới ăn không nổi. Có chua gì đâu, khá ngọt chứ. Không phải như vậy chứ. Thường khi nào trở nên thích ăn chua vậy? Thấy tỷ ăn ngon lành như vậy. Tỷ nói xem, lần này trong bụng của muội là con trai hay là con gái đây? Đương nhiên tỷ mong là một đứa con gái. Như vậy không được. Nếu là một đứa con gái, như vậy thì nhà họ Diệp không có con trai rồi. Ai nói không có? Thiệu Nhiên không phải là con trai sao? Thiệu Nhiên không phải cho tỷ làm con thừa tự sao? Tuy rằng nói là cho tỷ, nhưng dù sao nó cũng vẫn là dòng máu của nhà họ Diệp mà. Tỷ suy nghĩ rồi, nếu như lần này
là một đứa con gái thì tỷ tỷ sẽ trả Thiệu Duyên lại cho muội. Như vậy thì nhà họ Diệp sẽ có người kế thừa Hương Quả. Vậy còn tỷ tỷ? Lúc đó khi muội giao Thiệu Duyên cho tỷ, tỷ rất là cảm ơn. Mẹ cũng được nhiều an ủi và có nơi gửi gắm. Bây giờ mẹ đã không còn thì tỷ làm sao còn phải giành lấy tình yêu thương của người khác. Liên tỷ à, suốt đời tỷ cứ lo nghĩ cho người khác thôi, tỷ có từng nghĩ lại cho mình hay không? Người khác vui mừng mãn nguyện thì trong lòng của tỷ cũng cảm nhận được niềm vui. Huống chi bây giờ tỷ tỷ đang giúp tướng công làm việc thiện, cuộc sống hàng ngày thật là an lạc và tự tại. Một người tốt bụng như tỷ đó, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ cho tỷ mà. Xin mời. Bẩm đại nhân, họ đến rồi. Xin chào thủ phủ đại nhân. Chào đại nhân. Lão phu lúc này bận rộn quá, để các vị phải chờ lâu. Tuy rằng học trò chưa từng gặp đại nhân, nhưng ở Giang Nam lại thường xuyên nghe ba tánh ca ngợi chính sách đổi mới của ngài. Đây đều là kết quả của ngài nhiều năm nỗ lực thi hành cải cách chính sách. Thôi đừng có nhắc nữa, điều chưa hoàn thiện vẫn còn tồn tại, chắc rằng quý vị đã từng nghe. Lần này học trò đến đây cũng đang muốn biết hoàng thượng đã xem việc này như thế nào. Qua đây, ngồi xuống trước đã. Mời. Mời. Ngồi đi. Dạ. Từ khi hoàng thượng lên ngôi vẫn tiếp tục ủng hộ chính sách mới, còn lệnh cho các châu phủ giảm thuế một cách thích đáng. Đây cũng là ân điển lớn của hoàng thượng, cũng nói rõ hoàng thượng thương dân như con. Thủ phủ đại nhân nói có lý lắm. Chính sách cải cách này cũng không thể sớm chịu là thành công ngay được. Trương đại nhân lao tâm lao lực vì bá tánh, bá tánh không bao giờ quên ân nghĩa này của đại nhân. Nhớ hay không đối với lão phu chuyện đó không thành vấn đề. Có điều là những năm gần đây cảm thấy sức khỏe ngày càng yếu đi, e rằng sớm muộn gì sẽ có một ngày đứng không nổi. Sức khỏe của lão phu càng ngày càng không bằng lúc trước rồi. Thủ phủ đại nhân cần phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Ê Duy Hoàng, quý không phải rất tinh thông y thuật hay sao? Đừng ngần ngại bắt mạch cho đại nhân, xem sức khỏe của đại nhân phải bổ dưỡng lại thế nào. Ủa, ngươi còn biết về y thuật nữa Gia đình của tại hạ đã ba đời hành y. Hay lắm. Vậy thì ngươi bắt mạch cho ta đi. Xin mời. Thưa nghĩa phụ, xem ra châu báu này đều do những thí sinh đó dâng cho nghĩa phụ cả. Đến lúc đó nhờ nghĩa phụ nói với quan chủ khảo một tiếng, nếu họ được trúng tuyển cống sinh thì vào thi tiếp chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa chứ. Sau đó họ sẽ còn dâng quà hậu hỷ hơn để hiếu kính nghĩa phụ. Trong số quà này ngươi cũng đã tiêu đi ít rồi. Trời đất lương tâm, con đâu có dám. Làm ăn kiểu này chứ còn nói đến lương tâm nữa. Nếu có lương tâm thì còn làm được. Ta hỏi lại nè, hả? Nếu như ngươi có lương tâm thì ta nhờ ngươi làm gì? Lý lẽ này đúng không hả con? Dạ đúng. Nghĩa phụ nói rất đúng. Làm những việc này thì không thể có lương tâm được, hả? Số quà này ta tạm thời giữ lại đây, đi nói cho họ biết. Sau khi đề cử xác định ban chủ khảo thì ta sẽ cho người biết luôn. Hả? Nè, nghĩa phụ à, nghĩa phụ nói việc này có chắc ăn không? Ngươi không tin nghĩa phụ ngươi hả? Dạ không phải, có điều là những cử nhân ấy họ muốn có một lời hứa chắc chắn. Trời ơi, cái việc này có cái gì mà không yên tâm chứ. Ngươi nói cho họ biết, ta sẽ cố gắng hết sức mà, hả? Dạ đúng vậy. Nghĩa phụ cẩn thận. Diện huynh, mạch của thủ phủ đại nhân như thế nào vậy? Hiền đệ không cần phải lo lắng, đại nhân bệnh vì làm việc quá sức thôi. Chỉ cần uống một ít thuốc để giải nội nhiệt, hạ quả trong tâm là khỏe ra ngay. Vì đại nhân
đã dùng quá nhiều thuốc bổ cho nên mới có tình trạng như vậy thôi. Thì ra là vậy. Vậy à, người hãy kê cho lão phu một toa thuốc đi. Dạ. Đi qua đây. Chúng ta qua bên đây ngồi rót trà đi. Dạ. Xin mời qua bên này. Ngồi đi. Lần này các người đến đây để tham gia thi hội phải không? Ta không muốn làm mất thời gian của các người. Khi ra toa thuốc rồi các người đi về chuẩn bị thi cử đi. Thưa đại nhân, không sao đâu. Kỳ thi này học trò nắm chắc phần thành công rồi. Bẩm đại nhân, nói đến thi cử, học trò có việc này cần bẩm báo. Học trò ở quán rượu đã phát hiện một nhóm thí sinh đang tìm cách hối lộ quan viên của triều đình. Không biết đại nhân có biết việc này không? Đại nhân xưa nay yêu mến hiện tại, trước mắt triều đình cũng đang cần nhân tài. Nếu kỳ thi lần này không thực sự công minh tuyển chọn nhân tài cho triều đình, vậy thì trở thành tội khi quân. Dựa vào hối lộ và thủ đoạn để có được công danh, trở thành trào lưu, thì tương lai đất nước sẽ có nhiều lo âu lắm. Họ làm vậy chính là phạm tội khi quân. Rốt cuộc ai có gan vậy? Tại hạ chỉ biết người làm trung gian trong việc này chính là nghĩa tử của Khu Công Công trong đại nội, Lý Tế Chân. Thì ra là hắn. Khi ngươi về, ngươi lập tức tìm hiểu sự việc hối lộ, ghi lại danh sách những cử nhân tặng quà mua chuộc cho rõ ràng. Trước kỳ thi này, chúng ta cần phải loại trừ hết những kẻ tiểu nhân thủ đoạn này. Khi về, Hà Quan sẽ bắt tay lập ngay. Bẩm đại nhân, đây là phương thuốc gây ra cho đại nhân. Đại nhân uống 2 tháng trước, xem như thế nào, nếu thấy có đỡ hơn thì liên tiếp uống trong 3 tháng. Được. Ngươi đi hút thuốc theo đơn này đi. Bẩm đại nhân, cũng khá tốt rồi. Chúng tôi không quấy rầy đại nhân. Đại nhân nghỉ ngơi sớm đi. Học trò còn phải quay về chuẩn bị một ít việc cho kỳ thi tới. Các ngươi hãy chuẩn bị cho kỹ. Chờ các ngươi ra làm quan, nhất định là phải tận trung với nước, dưới hiếu với dân. Cần phải yêu mến dân như con. Học trò xin ghi nhớ. Tốt. Học trò xin cáo từ. Học trò xin cáo từ. Tốt. Tốt. Thiệu Duyên. Ủa, nó chạy đi đâu rồi kìa? Thiệu Duyên. Dạ, con đây. Qua đây, qua đây. Cải xanh trồng bên này, củ cải trồng bên kia. Dạ, con biết rồi. Linh Nhi à, Thiệu Duyên lớn rồi, cũng đến tuổi phải vào trường rồi. Giờ trời nắng ấm lên thì phải đưa nó vào trường đó. Tốt lắm. Tỷ tỷ còn trông mong nó có thể thi đậu trạng nguyên nữa đó. Con đã biết làm thơ và đối câu đối rồi. Thật sao? Ôi, sao mày không biết vậy? Ai dạy cho con? Là quan sư thiền sư ở chùa Từ Dân dạy cho con đó. Quan sư thiền sư là ai? Có một lần vị quan dư thiền sư này đi ngang qua nhà xin nước uống, Diên Thiệu đã đón tiếp thiền sư. Không ngờ rằng họ lại trở thành người bạn vong niên. Thật là có duyên với nhau. Mỗi khi Thiệu Duyên rảnh thì đến chùa Từ Dân. Thiệu Duyên à, sau này con đến quan dư thiền sư học thêm một ít cổ văn thì hay quá. Nhưng mà đừng cứ gần gũi học tập rồi bỏ hồng trần để xuất gia, điều đó không được đâu. Nhà họ Diên đang còn trông chờ vào con, nó dỗ tông đường, con biết không? Dạ con biết rồi, biết rồi. Linh tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Đừng làm muội sợ mà. Linh tỷ không sao chứ? Dì tỷ vào nhà đi. Bảo Thiệu Diên đi mời Thiệu Diên, mời đại phu nhanh lên, nhanh lên. Dạ, con đi ngay. Đi nhanh về nhanh đó. Tỷ cẩn thận. Tỷ làm sao vậy? Mọi người yên lặng. Bây giờ bổn quan tuyên đọc danh sách. Tất cả những thí sinh có tên trong danh sách này thì đứng ra đây. Điền Khê Nguyên có mặt. Tăng Lộc Minh có mặt. Hứa Chi Sơn có mặt. Phạm Nguy Toàn có mặt. Hãy dẫn bọn họ đi. Dạ. Đi. Bốn thí sinh này đã vi phạm quy chế thi cử,
có mưu đồ hối lộ quan chủ khảo, với họ không có dương pháp miệt thị quy chế thi cử của triều đình, phạm tội khi quân. Các thí sinh còn lại nhất định phải lấy đó làm gương, dùng thực tài học tập của mình để làm tốt bài thi, tuyệt đối không được làm theo kiểu bại hoại này. Mọi người bắt đầu làm bài đi. Nghĩa phụ, Nghĩa phụ phải cứu con. Mấy tên thí sinh đó khai tên của con ra rồi, bây giờ họ đang truy lùng khắp nơi bắt con không còn nơi nào trốn nữa. Đừng có hoảng sợ, phải bình tĩnh chứ. Nghĩa phụ kêu con làm sao mà bình tĩnh đi. Họ đã cách chức của con, nhưng như bắt được con á thì sẽ chắc đưa con đến hình bộ thôi. Vậy thì ta cũng đâu có cách gì. Chuyện này vậy thì Nghĩa phụ à, châu báu thì Nghĩa phụ đã nhận rồi. Nếu như họ tìm ra con thì Nghĩa phụ không phải cũng bị liên lụy sao? Ngươi đe dọa ta hả? Không, Nghĩa phụ, con đâu có dám làm vậy. Nhưng mà Nghĩa phụ cũng phải tìm cách để cứu con chứ. Cứu? Ngươi trốn ở đây cũng không phải là biện pháp. Cần phải trốn đi càng xa càng tốt, để họ không tìm thấy ngươi. Như vậy họ sẽ không còn cách nào nữa. Còn nữa, ở trên thì ta có nói chuyện, ta nghĩ không bao lâu thì việc này cũng lắng xuống thôi. Nghĩa phụ, vậy thì con phải trốn đi đâu đi? Để ta chỉ cho ngươi một con đường. Bây giờ ở trong cung đang cần một số tiểu thái giám, nhưng những nhà có tiền không ai muốn đưa con mình vào cung hết đó. Còn ngươi đến Hà Bắc và dùng Thiên Tân tìm một số con nít gia đình nông dân đó, tịnh thân họ đi rồi giao cho ta ha. Cứ một đứa nhỏ thì ta sẽ cho ngươi 100 lạng bạc, ngươi thấy sao? Nhưng mà Nghĩa phụ à, triều đình quy định cấm tư nhân làm việc này, rủi ro trong việc này cũng không nhỏ. Rủi ro? Việc gì trên đời mà không có rủi ro đâu chứ. Nếu ngươi muốn có tiền á thì phải mặc kệ sự rủi ro hả? Sao hả? Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Nghĩa phụ à, con đi, con sẽ đi. Được. Nghĩa phụ, nhưng mà Nghĩa phụ, con phải cho con một ít tiền để đi đường trước. Được, ta cho ngươi 500 lạng trước. Cầm lấy đi. Nghĩa phụ à, 500 lạng cũng hơi ít một chút, con muốn có sự chuẩn bị nhiều hơn để phòng lúc không đủ. Được, cho ngươi thêm 500 lạng nữa hả? Không được lộ ra đó nghe. Hả? Dạ, Nghĩa phụ. Nghĩa phụ yên tâm đi, tối nay con sẽ lập tức đi ngay. Nhưng mà trong lúc này con muốn trốn ở chỗ Nghĩa phụ đây. Thôi được, ngươi vào nhà củi phía sau giường, không được lộ diện nghe. Nè, chúc mừng phu nhân có tin mừng rồi, thật là việc không thể ngờ. Đại phu nói gì? Đại phu à, khám kỹ lại đi, đã lớn tuổi như thế này rồi không bị nhầm lẫn chứ? Làm sao mà nhầm, không thể nào, rõ ràng là báo tin mừng mà. Nếu như ta bắt mạch không sai còn là một bé trai nữa. Thật sao? Tôi thật sự có thai rồi à? Vậy thì hay quá. Như vậy thì gia đình họ Viên, rốt cuộc nhà họ Viên cũng có con cháu. Nhưng mà thưa phu nhân, tuy rằng có được đứa con không phải dễ dàng gì, nhưng mà tình trạng sức khỏe phu nhân không tốt. Hơn nữa phu nhân cũng đã lớn tuổi rồi, lại từng bị mất một đứa. Nếu như mà sinh đứa bé này ra, e rằng cũng có nhiều nguy hiểm. Điều này mong phu nhân suy nghĩ. Vậy đại phu à, nguy hiểm như thế nào, là sao? Điều này tôi cũng khó nói. Thưa đại phu, tôi cần đứa con này, chắc chắn tôi phải giữ lại đứa con này. Chỉ cần sinh được một đứa con cho nhà họ Viên, tôi có thể mặc kệ tất cả. Dạ, con, cái gì kìa, dán gì đấy, xem kìa, dán bản rồi kìa. Đi nhanh lên, sao vậy? Nè, Quynh sao vậy? Đi lại đi, cứ vào đi, Quynh ở bên ngoài chờ đợi. Quynh sao vậy? Chúng ta mau chóng vào xem đi, để còn kịp báo tin mừng về nhà nữa. Hiền đệ vào xem thì cũng vậy thôi. Hiền đệ xem dùm Quynh đi.
Được, vui chào đệ đây. À, đệ hiểu, huynh đang nghĩ gì rồi? Huynh đang lo lắng, đó là những năm gần đây, sau khi huynh đã làm việc thiện rồi, số mạng có thay đổi hay không? Đệ nói đúng không? Kỳ thi hội này Khổng tiên sinh đã đoán huynh không thể đậu được, cho nên huynh không dám đến xác nhận, có phải không? Được rồi, đây vẫn là người hiểu huynh nhất, để giờ đó xem giúp huynh đi, có được không? Huynh chào đệ nha. Đã huynh xem kìa. Đã, công thôi. Có tên huynh rồi đó. Không. Trời ơi, thôi về. Đi về đây chắc rớt rồi. Thôi về, không tên rồi. Huynh... Không có gì. Trong lòng của huynh đã có sự chuẩn bị. Huynh không thi đậu kỳ này cũng vì huynh làm việc thiện chưa đầy đủ. Sau này huynh còn phải cố gắng hơn nhiều, cho nên huynh thi đậu rồi. Tên của huynh có tên trên bảng vàng. Huynh để chúng ta điều đậu hết rồi. Thật sao? Để không gạt huynh chứ? Thật mà. Không tin huynh xem lại đi. Không tin huynh đến xem đi. Đi đi, huynh xem. Đã ở đây nè. Ta đậu rồi. Tại hiện đệ mấy ngày nay đã chiêu đãi cho huynh tận tình. Huynh khách sáo rồi, đệ phải làm chủ nhân như vậy mà. Đệ khách sáo quá. Nước nhiều năm đệ chưa có về Gia Thiện, không biết là Quốc tiên sinh lúc này sức khỏe thế nào. Hay huynh về huyện Gia Thiện, nếu gặp được thầy thì cho gửi lời thăm. Hiện đệ yên tâm đi, huynh nghĩ khi Quốc tiên sinh nhận được tin của hiện đệ chắc là vui mừng lắm. Huynh hành thiện nhiều năm, hôm nay quả nhiên vượt qua số mệnh, thi đậu cống sĩ, thật là điều đáng chúc mừng đó. Nếu lần này không phải hiện đệ nói thẳng và dịch trần bọn hối lộ, thì cũng biết trong triều đình còn tăng thêm biết bao nhiêu tham quan ô lại nữa. Tên công đồ Lý Tế Chân luôn làm việc ác ôn đó đã bị bắt về quy án rồi chứ? Chưa đâu, lần này hắn lại trốn thoát, chắc chắn đã nhận được tin báo. Có khả năng ở trên có người bảo vệ cho hắn. Nếu có ai bảo vệ hắn thì không ai ngoài nghĩa phụ của hắn. Theo đệ chắc bây giờ hắn đã trốn ra ngoài thành rồi, không bao giờ dám lộ diện ở trong kinh thành nữa. Huynh tin lần này là một hình phạt đối với bọn chúng, cho dù hắn tiếp tục ở trong kinh thành cũng không làm được gì nữa đâu. Mục đích của huynh đệ chúng ta coi như đã đạt được. Đúng vậy, lần này huynh thi đậu một cách thuận lợi, đệ rất là vui mừng. Xem ra số mệnh của một người thực sự có thể thông qua sửa lỗi và hành thiện để có chuyển biến. Bây giờ huynh thi đậu tiến sĩ cũng là điều tất nhiên. Đệ sẽ ở lại đây chờ các huynh đến kinh thành lần tới để hội thi tiến sĩ. Được. Lần này trên đường về quê, huynh muốn sẵn tiện đến Thê Hà Sơn một chuyến để đảnh lễ thiền sư Dân Cốc. Huynh còn rất nhiều điều chưa giải quyết được, muốn tham vấn lão thiền sư. Nếu như đệ có thể đi chung với hai huynh thì hay biết mấy. Chỉ tiếc là bây giờ đệ có chức quan trên mình, không thể đi đâu được. Hàng lâm viện của hiền đệ là nơi tu tập nhân tài, hiền đệ có thể trực tiếp hỗ trợ hoàng thượng cai trị thiên hạ là đang có trọng trách bên mình. Hai huynh xin bảo trọng, đệ không tiễn nữa. Xin bảo trọng, hẹn ngày gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Mời. Mời. Tạm biệt. Hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt. Ủa, sư phụ đâu? Lão sư phụ và tiểu hòa thượng đi đâu rồi? Sao không thấy ở đây? Ủa, họ đi đâu rồi? Không lẽ đã bị giả thú? Không thể nào đâu. Vậy rốt cuộc là họ đi đâu? Chúng ta đi tìm đi. Sư phụ! À,
Sư phụ, đệ tử xin bái kiến sư phụ. Sư phụ, Liễu Phàm, rốt cuộc người cũng đến rồi. Đã nhiều năm trôi qua, sư phụ vẫn còn khỏe khoắn như vậy. Thôi, ta già rồi. Bạch thiền sư, vừa rồi thiền sư đi đâu vậy? Chúng con đang lo lắng cho người đó. Dạ đúng vậy, chúng tôi đi vòng vòng trên núi. Vậy sư phụ không còn tiếp tục tọa thiền nữa sao? Sáng sớm hôm nay á, sư phụ biết là có khách quý đến đây, cho nên hôm nay sư phụ không có ngồi thiền nữa. Thì đã sư phụ đã biết hôm nay chúng con tới đây. Liễu Phạm con sửa lỗi hành thiền hơn 10 năm nay, cuối cùng hôm nay cũng đã thi đậu cống sĩ rồi. Vậy à? Vậy tốt quá. Nhưng mà trong lòng con vẫn còn một số nghi hoặc không giải thích được, nên muốn đến hỏi ta, có đúng không? Đúng là không có chuyện gì không thể giấu được cặp mắt của sư phụ. Đúng là như vậy. Hay, hay quá. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Dạ, sư mời ta đi. Sư phụ cẩn thận đó. Theo sự chỉ dạy của sư phụ, đệ tử nhiều năm hành thiện. Lần trước đệ tử nguyện làm 3.000 việc thiện, đúng 10 năm mới hoàn thành. Nếu như vậy thì 3.000 việc thiện đúng như trong tâm nguyện thì cũng phải thêm 10 năm nữa. Lúc đó đệ tử đã đến tuổi tri thiên mệnh rồi. Và nếu có hoài bão gì lớn hơn thì cũng khó thực hiện được. Không vậy thì con hãy suy nghĩ, tại sao phải nghĩ đến 10 năm mới hoàn thành? Điều này cũng tại con thường băn khoăn lo lắng, có khi không kiên quyết, nhưng có khi lại không dứt khoát. Còn một nguyên nhân khác nữa, vì một số việc thiện mà con nghĩ rằng thực hiện đó sẽ tốt, nhưng mà thực tế lại không khác gì là làm việc ác hết. Cho nên là trước khi hành thiện, chúng ta cần phải hiểu rõ ràng rốt cuộc việc gì mới thực sự là việc thiện, thì mới tránh được cả đời nói làm việc thiện mà hoàn toàn không đem lại lợi ích gì. Điều này đệ tử hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Điều này xin sư phụ khai thị thêm cho con. Làm sao có thể biết được việc mình làm thực sự là việc thiện? Tiên triều có vị thiền sư Trung Phong, đối với thiện ác ngài có kiến giải rất sâu sắc. Hôm nay ta sẽ nói cho các con hiểu. Đệ tử mong được nghe từng tờ. Được. Trước tiên, thiện chia làm chân thiện và giả thiện. Tiếp theo, thiện cũng chia làm chánh thiện và giả thiện. Thứ nữa, thiện còn chia làm mãn thiện và ban thiện, đại thiện, tiểu thiện, dương thiện và âm thiện. Hai con nói thử coi, con cho rằng điều gì là thiện và điều gì là ác? Ví dụ như mắng người đánh người là ác, cung kính lễ phép là thiện, tham tiền là ác, không tham tiền tuân thủ luật pháp là thiện. Quả nhiên không ngoài dự tính của ta. Người phàm mà nhìn sự việc thì thường nhìn bề mặt của sự việc mà không suy xét đến động cơ và mục đích. Như vậy đương nhiên không thể phân biệt rõ được thiện ác đâu. Điều này con thật sự không hiểu. Thực tế thì chỉ cần con người khởi tâm động niệm đem lại lợi ích cho người khác, đem lại lợi ích cho số đông thì là điều thiện. Nếu như khởi tâm động niệm làm vì bản thân mình, là tự tư tự lợi, thì cho dù là tôn kính người khác, lễ phép nhường nhịn người khác cũng là điều ác. Ví dụ như một người đã làm điều sai trái, chắc chắn phải đón nhận hình phạt, không thể tha thứ. Nếu như khoan hồng tha thứ cho người ấy thì sẽ làm cho tâm khí của họ ngày càng hung ác hơn. Họ sẽ càng gây nên những việc sự việc ác ôn và càng nhiều người bị hại. Cho nên khoan dung tha thứ như vậy là cách làm sai lầm. Trong thời chính thống đời này, Lữ Văn Ý là tới tương đương triều, trên đường gặp một người say rượu đó. Người này đã buông lời cuồng ngôn, nhục mạ tể tướng. Bình lính như trương của ngài liền bắt trói người ấy lại. Nhưng mà tể tướng đã nói, người này sai rồi, tính toán so đo với họ làm chi. Cho nên tể tướng đã khoan hồng đại lượng. Hai con nói thử xem, việc này có thể nói là việc thiện được không?
Nhưng mà một năm sau cũng là người này lái một lần say rượu nữa. Lúc này hắn không những nhục mạ người khác mà còn ra tay đánh chết người khác nữa kìa. Bản thân hắn cũng trở thành tội tử hình. Sau khi Lữ Tể Tướng biết được việc này vô cùng hối hận, Tể Tướng nói: nếu như năm ngoái trong lúc hắn chửi ta, ta đưa hắn vào trong nha môn trị tội, trừng phạt hắn một chút sẽ làm hắn sợ hãi và tỉnh giác, thì đâu đến nỗi để cho hắn có cơ hội gây ra việc án lớn như ngày nay. Con hiểu rồi. Lòng thiện của Lữ Tể Tướng đã trao sai chỗ. Đúng vậy đó. Những việc như vậy thì không thể gọi là việc thiện được. Ta kể cho hai con nghe chuyện khác. Ngày xưa quê hương của ta cũng từng xảy ra nạn đói. Một số bá tánh chịu không có nổi, thì ngay giữa ban ngày ban mặt đã cướp giật người khác, cướp đoạt thức ăn, làm cho cuộc sống dân tình không giây phút yên ổn. Có một hương thân biết được điều này đã bắt người cầm đầu đưa vào quan phủ, nhưng mà quan phủ lại không chịu xử lý việc này. Từ đó dân làm loạn càng ngày càng tung hoành dữ tợn hơn. Sau này vị hương thân đó đã tự ý bắt những người cướp bóc đồ đạc, đồng thời đã đánh đập họ đó. Không ngờ rằng việc làm này của hương thân đã giúp cho địa phương bình yên trở lại, trấn áp được dân làm loạn. Từ đó không còn xảy ra hỗn loạn lớn hơn nữa. Hay còn nói coi, sự việc vậy có thể gọi là việc thiện không hả? Thì ra là như vậy. Còn nữa nè, có người thường hay nghĩ rằng đóng góp tiền của là làm việc thiện. Thật ra thì có khi đóng góp tiền của chưa chắc đã thực sự giúp được người khác đâu. Rất có thể chỉ là tạo cơ hội cho người khác sinh khởi lòng tham lam dục vọng. Ví dụ như bây giờ có một số người mượn danh nghĩa cúng Phật, cúng Tam Bảo, lừa gạt tiền của ở ngoài đời. Thậm chí có người giả trang làm ăn xin vì muốn ăn không ngồi rồi. Tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Nguyên nhân là tại vì có một số người cho rằng đóng góp tiền của là làm việc thiện ha. Cho nên một số người xấu đã lợi dụng tâm lý này để lừa gạt người khác. Cho nên chúng ta cần phải sử dụng đồng tiền cho những người thật sự cần giúp đỡ, mà không bị người khác lợi dụng lòng thiện của mình ha. Cũng có một số người sau khi giúp đỡ người khác lại muốn khoe khoang danh tiếng của mình. Họ mong là tất cả mọi người trên thế gian đều biết được việc làm thiện và khen ngợi mình vậy. Thậm chí có người làm việc thiện để mong sau này có được những lợi ích và phước báo lớn hơn. Những cách làm này đều không thể gọi là chân thiện. Nói cho cùng thì hành thiện không kể hình thức mà ở một tấm lòng. Một tấm lòng phải có một tấm lòng như thế nào? Hành thiện là phải không có tâm phân biệt. Chỉ cần một lòng muốn giúp đỡ người khác, chỉ cần cái tâm này đã đủ là viên mãn rồi. Nếu như kèm theo lòng ích kỷ hay là vọng niệm gì đó, ví dụ làm một việc cứ hỏi ta được phước báo gì, nếu làm không được thì trên cuốn sổ công quá cách của mình không phải thiếu mất một vòng tròn sao? Những việc thiện như vậy không phải là viên mãn đâu, đều không phù hợp với thiện đâu. Tại vì trong tâm còn có chấp ngã, cho nên không thể gọi là chân thiện nữa. Hôm nay đệ tử được sư phụ chỉ giáo lại đúng vào chỗ thiếu sót của con. Nếu hôm nay không gặp được sư phụ, chắc là đệ tử vẫn còn theo cách hiểu của riêng mình để làm việc thiện.
chẳng trách con tiến bộ chậm chạp như vậy. Sau khi con ra về, hãy đối chiếu lại những lời vừa rồi ta nói, suy nghĩ kỹ càng hơn, xem lại những tình huống đó có xảy ra với con hay không. Chỉ khi biết được phải hành thiện như thế nào thì mới có thể đem lại kết quả viên mãn được. Đệ tử đã hiểu rồi. Từ nay về sau, con nhất định phải loại trừ tất cả vọng tưởng trong tâm, loại trừ phân biệt và chấp trước, chỉ một lòng làm việc thiện, không xen lẫn tạp niệm. Đúng vậy đó. Cảm tạ sư phụ đã khai thị. Thôi được, được rồi. Linh Nhi, tỷ thật không ngờ tỷ đã lớn tuổi như vậy rồi vẫn còn có thể làm mẹ. Có phải tỷ đang nằm mơ không? Đương nhiên không phải nằm mơ rồi. Tâm của tỷ tốt như vậy, Bồ Tát Quan Âm không gửi cho tỷ đứa con này sao? Thì còn gửi cái gì nữa chứ? Có điều không biết tỷ có hiểu được phước báo này không, để chăm lo cho con lớn lên. Tỷ đừng nói lời dại dột. Sao tỷ không có phước báo được chứ? Nhà họ Diên không dễ gì mới có người thừa kế. Cho dù tỷ có thí mạng của mình, cũng phải hạ sanh đứa con này ra. Linh Nhi, muội hứa với tỷ đi, nếu tỷ có điều gì bất trắc, muội nhất định phải nuôi nấng đứa con và đối đãi với nó như con ruột của mình để lớn lên thành người. Tỷ đó, là nghĩ đến vấn đề này rồi, muội vẫn tin rằng nhà nào tích đức chắc chắn sẽ thường phúc báo. Liên tỷ nhất định được Bồ Tát phù hộ mà, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Tỷ yên tâm đi. Khắp thế gian hát liên hoa, không diễn ăn xin mới đến nhà, không xin gạo để không xin tiền, xin miếng giải dụng chút bé mang. Liên hoa mừng, mừng liên hoa, chân vui đã đến quả điều hoa. Sức đức chuyển nghiệp nay đón cháu, quý liệt tâm mạnh phúc đức nhà. Chúng ta cũng về đến nhà rồi. Lần này quên quay về nhà, cần phải cho A Liên biết nghe tin tốt lành này. Viên tiên sinh, chúc mừng nghe. Gia đình của tiên sinh sắp có cháu rồi. Cái gì? Đúng đó, Liên đại đại có cháu rồi. Tiên sinh mau về nhà đi. Cái cười nói có thật không vậy? Thật mà, đương nhiên là thật rồi. Chúng ta đang xin giải nghìn nhà để mai cho cháu chiếc áo nghìn nhà mà. Những người lớn tuổi ở trong quyền đều nói chiếc áo của bé sơ sinh đã dùng vải càng nhiều thì càng phù hộ cho đứa bé ngoan hơn. Đúng vậy. Không thể ngờ, không thể nào ngờ được. Cô Tiên ơi, cuối cùng ta có con rồi. Được, nhanh lên, về nhà đi. Nhanh lên. Cảm ơn, cảm ơn cái gì nha. Dĩ Hoàng, cẩn thận. Phát triển hát liên hoa. Phụ mẫu đại nhân, tổ tiên nhà họ Diên ở trên. Diên Hoàng con biết số mạng mình, không thể nào có con. Không ngờ dân tin lời dạy của thiền sư Dân Cốc thay đổi số mạng một lòng hướng thiện, đã nguyện cầu được đứa con vốn không có trong số mạng của mình. Đây là tin mừng lớn nhất của gia đình họ Diên con. Con Diên Hoàng xin bẩm cáo cha mẹ, mong cha mẹ ở dưới cửu tuyền có thể yên tâm. Mong cha mẹ linh thiêng phù hộ cho A Liên và con cháu nhà họ Diên ta luôn sống bình an. Tư công, trước bàn thờ tổ tiên, Tứ Công hãy đặt tên cho con trai của mình đi, có được không? Con của chúng ta có được, không phải dễ dàng gì. Đặt tên, tên là Diên Thiên Khải, tượng trưng cho niềm hy vọng gia đình họ Diên chúng ta. Hay lắm, Thiên Khải, Di Thiên Khải. Vài tháng sau. Dùng sức thêm đi. A Liên chịu có đi. Dùng sức cố thêm đi mà A Liên. Nhanh lên. Liên tỷ chịu có đi mà, cố gắng lên. Liên tỷ, tỷ làm được mà. Liên tỷ, tỷ nhất định làm được mà, cố gắng lên. Liên tỷ, cố gắng chịu đựng đi. Liên tỷ cố gắng đi mà. Dùng sức đi. Sức khỏe của Liên nại nại
Tôi sợ nại nại chịu không nổi. Con tỷ tỷ chịu không nổi rồi. Tôi cầu xin bà, cầu xin bà phải giữ lại đứa bé hay mặc kệ tôi. Giữ lại đứa bé cho tôi đi. Ê Di Hoàng, Quỳnh muốn làm gì? Để Quỳnh vào xem thử. Không được, không được Di Hoàng, Quỳnh không được làm như vậy. Tôi phải giữ Quỳnh lại đứa bé đi. Chờ thêm chút nữa đi. Liên tỷ, Liên tỷ, Liên tỷ, hãy kiên cường một chút, phải cố gắng lên. Linh Nhi, Linh Nhi. Cha, mẹ con có chết không dạ? Người nói bậy bạ gì vậy? Đi vào ngủ đi. Đi vào. Tôi cầu xin bà mà. Linh Nhi, hãy dùng thêm sức, dùng thêm chút nữa, dùng thêm sức chút nữa. Liên tỷ này, tỷ, cố gắng lên. Không được rồi, sắp chịu không nổi rồi. Đồng ý với tỷ tỷ, đồng ý với tỷ tỷ, nhất định phải giữ lại cốt nhục cho nhà họ Di. Tỷ tỷ không đâu, tỷ tỷ đừng nói chuyện như vậy mà. Cố gắng lên, tỷ thêm sức đi, cố gắng lên. Tốt, cố gắng. Tốt rồi, tốt rồi, sanh ra rồi. Tốt rồi. Cố gắng thêm chút nữa đi. Cố gắng lên. Hả? Sanh rồi, sanh rồi. Liên tỷ, Liên tỷ, Liên tỷ. Ali, Ali, Ali. Quỳ tỉnh rồi. Tiếp, Tiếp còn sống mà. Còn sống mà. Mùi còn sống mà. Bồ Tát muốn cho mùi tiếp tục giúp huynh thực hiện 3000 điều thiện nữa mà. Làm sao mùi có thể bỏ lại huynh được chứ? Con của mình rất khỏe. Mùi yên tâm đi, là đứa con trai, là đứa con trai mà.